Cách hack vị trí trên Zalo. Ban đầu vị trí của mình đang ở Cần Duộc, Long An. Các bạn tải cho mình app là FaceGPS. Bạn chọn vào app và các bạn chọn cái vị trí mà các bạn muốn gửi cho bạn mình thông qua Zalo. Ví dụ mình chọn là mình đang ở ga Hà Nội. Các bạn bấm vào dấu mũi tên xanh, sau đó các bạn trở lại Google Map thì định vị của các bạn sẽ được trở về ga Hà Nội. Sau đó các bạn vào phần mềm Zalo, chọn vào người bạn bạn muốn gửi, các bạn chọn vào vị trí, like và follow mình để biết thêm những điều hay ho.